Rồi, xin chào anh em nha. Chia sẻ anh em một kho dúi nè. Một kho dúi phôm tàng bay. Tay cành thun thích tự nhiên rất đẹp nha anh em. Đó. Cây này nặng là 40 khiên nha anh em, 40 khiên nhị nha. Rơi vào chắc cỡ tầm là 150 kg nha anh em. Rồi, đo quanh gốc cho anh em xem nha. Một cái kho dúi phôm dáng bay nặng khoảng tầm là 150 kg nha anh em. Nặng 40 khiên nhị nha anh em nha. 120. Rồi cây có quanh gốc ngay chỗ vị trí đó là 120 nha anh em. Cao 1m48. Chiều cao là 1m48 nha. 1m3. Rộng tàng bay là 1m3. Cây tây tàng bung rất là đẹp nha anh em. Tây tàng bung vót đỉnh rất đẹp nha. Rất to cái cây nha anh em. Rồi qua đây. Rồi đi mặt sau cho anh em xem nha anh em nha. Một kho dúi. Một kho dúi phôm tàng bạc phong rất là đẹp nha, bay nè. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Rồi, em kết thúc video. Chào anh em.